vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình mới nhất của tạp chí Hi-Fi TV. Wilson Bennett là một công ty khác thường, không giống với bất cứ thương hiệu đến từ Anh nào khác. Nếu như những cái tên Wharfdale, BMW hay Tannoy ít nhiều gợi cảm giác truyền thống quen thuộc, thì thương hiệu Ultra High End đến từ Sheffield của nước Anh này hoàn toàn ngược lại. Loa của Wilson Bennett thường gợi cảm giác về một thứ công nghệ cao, rất tinh vi và khác thường, một thứ thuộc về tương lai chứ không phải của hiện tại. Hàng chục năm liền đầu tư cho công nghệ đã giúp Wilson Bennett hình thành nền danh tiếng như ngày nay, cũng như tạo dựng được chỗ đứng cho sản phẩm của mình trên thị trường. Trước năm 2018, Geometry là dòng sản phẩm chủ đạo của Wilson Bennett và ngay cả một cặp loa bookshelf sơ nhập như Vertex cũng rất ấn tượng, được hãng chú trọng đầu tư cả về công nghệ cũng như thiết kế. Một trong những điểm đặc biệt nhất của cặp loa Wilson Bennett chính là thùng loa. Cũng giống như những cặp loa sàn đứng Vector, công nghệ ACT monocoque vẫn được áp dụng để làm thùng loa cho Vertex. Khối monocoque ở đây được làm từ sợi carbon dệt, tạo thành nhiều lớp nhằm hấp thụ năng lượng, dùng để làm mặt cạnh và mặt sau thùng loa. Lớp sợi này dày như thùng gỗ MDF thông thường và được tạo thành một cách chính xác trong hệ thống RTM, được tối ưu hóa để đạt độ cứng chắc tối đa. Với kết cấu được tính toán cẩn thận cùng loại vật liệu đặc biệt, khả năng chặn cộng hưởng ở các quãng trung và trầm cực kỳ ấn tượng. Điều này đã góp một phần quan trọng trong việc tạo nên một thùng loa gần như không có hiện tượng tiếng thùng, một loại méo tiếng với chất âm đặc trưng do thùng loa tạo ra. Một điểm thú vị khác ở cặp loa Vertex nằm ở chính bộ trần kế loa. Đây cũng chính là một phần tích hợp của loa với cổng bass phản xạ đôi hướng sàn. Giò đã tạo thành một hệ thống tích hợp hoàn chỉnh từ đầu. Ngay từ lúc bóc hộp, cả hai bộ phận này đã được gắn liền với nhau rất chắc chắn. Đây cũng là nguyên nhân khiến cặp loa được lắp ở chân kệ chứ không phải trên thân loa, một điều rất quan trọng vì với độ cao 110cm, áp lực lên đầu dây chắc chắn không hề thấp một chút nào nếu như không có giá đỡ cho dây. Tất nhiên điều này cũng khiến cho khối lượng của loa tăng lên đáng kể, lên tới 50kg một chiếc. Wilson Bennett Vertex là một cặp loa bookshelf 2 đường tiếng, được trang bị driver Twitter Semisphere 25mm mang vòm mềm, driver Midwoofer Tactic 2 170mm do chính công ty tự sản xuất. Chúng ta có thể dễ nhầm Twitter Semisphere với bất cứ Twitter mang vòm mềm nào khác. Thế nhưng để hoàn thành được driver này, Wilson Bennett đã phải mất cả một thập kỷ nghiên cứu cùng với hàng nghìn thí nghiệm để tìm được loại vật liệu làm mang vòm phù hợp. Khối lượng của vật liệu màng vòm mới này chỉ nhẹ bằng 1/3 so với các thế hệ loa trước. Màng được đặt trong một buồng giảm âm có thông hơi ở cạnh và phía sau, được tối ưu hóa để có điểm cộng hưởng đầu tiên gần với dải 6kHz. Đi cùng với driver này là hệ thống nam châm đất hiếm có từ lực rất mạnh. Toàn bộ hệ thống nam châm này nặng khoảng hơn 1kg một chút. Driver Midwoofer Tactic 2 nổi tiếng hơn, chủ yếu vì nó được phát triển từ driver Tactic đa nhiệm, từng được dùng ở nhiều mẫu loa trước đây của Wilson Bennett. Cũng giống như Semisphere, đây không phải là một driver thường gặp mà là sản phẩm kết hợp giữa Wilson Bennett và trường đại học Hà Lan. Các kỹ sư sử dụng nam châm neodymium dày 8mm để tăng lượng từ thông dọc theo dây vòi còi thêm 50% so với hệ thống nam châm cũ. Nhờ vậy, khối lượng màng nón cũng nhẹ hơn 1/3 trong khi tạo ra được độ nhạy lớn hơn 3dB. Việc cố định driver ở mặt trước làm bằng hợp kim cũng đồng nghĩa với việc rung chấn và cộng hưởng sẽ khó có thể ảnh hưởng đến hoạt động của driver này. Việc tạo khoang riêng cho Twitter đồng nghĩa với việc toàn bộ không gian còn lại trong thùng sẽ dành riêng cho driver Midwoofer này. Với việc đầu tư chất lượng cho thùng loa và driver, hiển nhiên Wilson Bennett cũng không hề coi nhẹ các bộ phận khác. Cọc loa được mạ rhodium để đảm bảo độ bền cũng như khả năng kết nối tốt. Các dây cáp đồng mạ bạc đều là loại chất lượng cao theo tiêu chuẩn quân đội và được đấu thủ công để đảm bảo độ chính xác. Phân tần cho Twitter là loại bậc 1, sử dụng tụ polypropylene và cuộn cảm lõi khí. Chân kề sử dụng loại đáy hình tam giác, có thể điều chỉnh độ cao của đáy cũng như điều chỉnh góc nghiêng của loa. Một điều khá bất ngờ khi ta biết rằng loa và chân kề vốn đã được lắp đặt cố định với nhau. Lựa chọn âm ly cho Vertex là một điều rất quan trọng. Âm ly khác nhau có thể đem đến chất lượng trình diễn khác nhau. Và chúng ta có thể cảm nhận rõ sự khác biệt khi so sánh giữa phối ghép sử dụng âm ly mang chất âm sống động với một âm ly có chất âm ấm áp, dễ chịu. Cặp loa này không phải loại đòi hỏi quá nhiều năng lượng. Thế nhưng chỉ khi chọn đúng âm ly ta mới có thể cảm nhận được hết tiềm năng của Vertex. Độ nhạy 89dB và trở kháng tối thiểu 4 ohm cũng đã nói lên điều này. Wilson Bennett đã từng phối ghép cặp loa Vertex với một âm ly Devialet D Premier và quả thật, đây là một phối ghép rất đáng để nghe. Vertex không phải là một cặp loa dễ phối ghép âm ly, là bởi chất âm của nó quá trung tính, gần như không có bất cứ dấu hiệu lên màu, nhấn mạnh vào dải âm nào. Quy tắc phối ghép loa âm ly hiện nay là bù trừ những khuyết thiếu cho nhau. Vậy nên khi ghép một cặp loa trung tính quá mức như Vertex,
đôi lúc chúng ta còn phát hiện được ra chất âm thực sự của âm ly được sử dụng cùng cặp loa này. Thậm chí từ đó có thể suy ra được chất âm của cặp loa trước đó phối ghép cùng âm ly đang dùng. Với một chất âm quá trung tính, nó sẽ có cả ưu điểm lẫn nhược điểm. Ưu điểm là bản nhạc được thể hiện sẽ đúng chất của nó. Ja sẽ là ja, rock đúng nghĩa là rock, và giao hưởng chắc chắn sẽ là tiếng của giao hưởng. Thế nhưng, nhiều người sẽ cho rằng chất âm đó thiếu điểm nhấn, tương đối tẻ nhạt. Dù vậy, cần hiểu rằng chất âm cân bằng thực sự không phải lúc nào cũng hợp tai mọi người. Và nếu như cho rằng chất âm của Vertex là tẻ nhạt, thì điều đó có nghĩa là người nghe chưa thực sự sẵn sàng thực sự cặp loa. Vertex là một cặp loa rất ấn tượng, nhưng dù có ấn tượng đến mấy, nó cũng không thể phá vỡ các quy tắc vật lý được. Chất âm bass của loa rất tốt so với các mẫu loa bookshelf hiện hành và cực kỳ phù hợp với các căn phòng nhỏ. Tuy nhiên, ở những không gian cỡ lớn, bass roll up hiện ra rất rõ, đặc biệt là ở các giải dưới 50 Hz. Loa subwoofer Taurus Infrasonic Resonator của Wilson Bennett có thể giải quyết được vấn đề này. Tuy nhiên, khi nói đến cặp loa Vertex, điều đầu tiên chúng ta vẫn phải ghi nhận là sự trung tính hiếm thấy của nó. Là một cặp loa có phần hơi kén âm ly, Vertex ban đầu cũng là một thử thách dành cho người nghe. Tuy nhiên, một khi đã chấp nhận được chất âm của Vertex, người dùng sẽ nhận ra rằng rất hiếm có cặp loa bookshelf nào có thể so sánh được với nó. Bên cạnh đó, ngoại hình độc lạ, hơi phi truyền thống nhưng vẫn rất đẹp của Vertex cũng là một yếu tố khiến người nghe cân nhắc khi lựa chọn nó. Trên đây là những gì chúng ta cần tìm hiểu về cặp loa Wilson Bennett Vertex. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo của tạp chí Hi-Fi TV.